thân ta là sẽ để quên đi chuyện chẳng số kia, được kế cận sớm thơ, được đứng Phật tuyên kỳ bao trường tư biên tan không phiền lo. Nguyện mai sau hóa thân hoa sen, vì ta duyên cớ sao luôn mẹ bằng vậy, từ hiểu ý đến vô tình người sẽ tổn thương ta, thì tội chi luyến yêu nợ duyên ấy. Quên